Trong suốt những năm qua, công tác bảo vệ rừng luôn được Đảng, Chính phủ và Nhà nước quan tâm chú trọng. Bởi đó là nguồn tài nguyên quý giá được dành cho con người. Chính từ những vấn đề trong công tác bảo vệ rừng thường xuyên gặp phải nhiều diễn biến phức tạp. Lâm tặc, những đối tượng phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi, hung hãn, chống đối người thi hành công vụ đã khiến cho cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm luôn phải học tập, rèn luyện võ thuật để bảo vệ mình và tài sản quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò, đào tạo nghiệp vụ và nâng cao võ thuật ứng chiến với lực lượng kiểm lâm trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay đối với tình hình rất là bức xúc cho đối với lực lượng về bảo vệ rừng và bảo vệ tài nguyên, các đối tượng mà về lợi dụng, khai thác, mua bán, vận chuyển về cái lâm đặc sản và đặc biệt là tài nguyên là rất hung hãn và rất tinh vi. Do vậy mà cái yêu cầu đòi hỏi là phải trang bị cho cán bộ chiến sĩ thừa nhiệm vụ phải có một cái bản lĩnh, và chính vì cái điều ấy là đã về trình độ có rồi, thế nhưng bản lĩnh nghề nghiệp, bản lĩnh về thực thi công vụ không có thì rất quát là hiệu quả không cao, và đặc biệt là để bảo vệ chính bản thân mình và nâng cao trình độ sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một võ đường lớn giàu kinh nghiệm và truyền thống với gần 30 năm hình thành phát triển, võ đường Thanh Phong luôn nắm giữ vai trò đào tạo nghiệp vụ võ thuật chuyên sâu cho nhiều đơn vị trên khắp cả nước, đặc biệt là huấn luyện nâng cao cho lực lượng công an và lực lượng kiểm lâm. Việc trau dồi võ thuật thường xuyên sẽ giúp cho các cán bộ chiến sĩ kiểm lâm có thêm bản lĩnh, sự tự tin, lòng mưu trí dũng cảm, sẵn sàng chấn áp những đối tượng lâm tặc vi phạm pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng đã được Đảng và Nhà nước giao phó. Chúng tôi đã gắn bó với lực lượng kiểm lâm từ năm 1998 và năm nay là khóa thứ 3 của lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh, và như sau đó là 10 năm chúng tôi quay lại, và qua đây là qua 35 ngày huấn luyện thì anh em lực lượng kiểm lâm đã làm những điều mà thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh vững vàng, và sau này hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ rừng. Chính các động tác võ thuật, chiến đấu được đúc kết tinh hoa từ nhiều môn phái võ thuật khác nhau trong dòng võ thuật cổ truyền dân tộc sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu đối với lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh trong sự nghiệp bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh quốc gia của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vượt qua khó khăn về điều kiện thời tiết, sau hơn một tháng huấn luyện liên tục, gần 50 học viên của 15 đơn vị kiểm lâm Quảng Ninh đã hoàn tất khóa học huấn luyện. Căn cứ vào kết quả học tập và đề xuất của Hội đồng thi đua khen thưởng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh đã xét tặng giấy khen cho một tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc. Thông qua lớp võ thuật Kiểm lâm Quảng Ninh lần thứ 3 năm 2012 sẽ là những bài học quý giá để lực lượng Kiểm lâm Quảng Ninh tiếp tục trau dồi hơn nữa trình độ của mình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, phục vụ công tác chiến đấu, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia.